Trại bò Tư Chiến kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2021. Bò trực tiếp về trại gồm có Pháp Kem và Lỡ. Bò này 10 tháng tuổi. Nguyên cái lô bò 6 con xe đang về là bò Lỡ. Còn trong trại mình là gồm có bò B, Pháp Kem về hai ba xe trước là nhỏ hơn. Nghe. Rồi về nguyên lô bò Lỡ. Còn cái bò sáng giao về ăn khách ở Tân Thành, Kiên Thủy. Cái này là mình mới trở về. Nguyên cái lô bò Lỡ này. Để tự tiếp theo. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Xem chủ chốt bò có xe nhà giao tận nơi quý khách. Để bò cung cấp đầy đủ các giống giống bò trong khách hồ lựa chọn con giống mà khách đã thích. Tháng tuổi của bò thì tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 10 tháng. Nguyên cái lô bò Lỡ này là về là 10 tháng. Bò này cái hơi đó đó là ngoài 300 kg rồi, mấy con ngoài bò Lỡ 100, nói chung là mấy con này nếu mà tính cái hơi là ngoài 300 kg, bò Lỡ ngoài 10 tháng, xương rất là to. Xe ra ngoài trước đi. Ngoài đứng chạy ra. Con nào nó chà bá sumo
vậy mấy bò đều. Con 8, 9 con bò lỡ 10 tháng. Còn cái lô kia là 8 tháng, 6 tháng, 7 tháng đó thì sinh lập cho trẻ, mấy con này thì nhỏ hơn. Nhỏ hơn 80. Con mua lộ mà lỡ liên cái lô mà lỡ thì 9 con, rất đều. Địa chỉ của trại lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến trại xem chốt giá. Quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem cụ thể hơn. Tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, ghim vai, sân lưng, bản đùi. Quý khách gọi đến thì báo giá công khai từng con một để quý khách hồ lựa chọn. Quý khách chọn bò nào thì mình quay tổng thể nguyên hình báo giá. Rồi chốt xong mình chỉnh nước sơn trên bản đùi, mỗi một con có số thứ tự riêng. Nguyên cái lô bò 3B thóc kem rất là đều. Bên này cái nhỏ hơn cái lô này nó cũng rất là đều. Phía này 9 con. 9 con cũng rất là đều, bò lỡ. Bò này chiều cao của bò là mấy mét 3, mét 3 trở lại. Thiếu đủ mét 3. Bò này nó dùng cái lô này thiếu đủ mét 3. Còn bên kia thì mét 1 5 phân, mét 1 2 mét mét 1 7 phân có. Thì cái lô bò lỡ năm nay bên đây là thiếu đủ mét 3. Cuối video mình cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với trại ủng hộ. Một lần nữa cũng cảm ơn quý khách đã lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Là bò lỡ.